Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, không khí lạnh gây mưa sẽ suy yếu và di chuyển ra phía đông. Nhờ thế mà ban ngày trời sẽ có nắng trở lại, nền nhiệt độ cũng sẽ tăng nhẹ, với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 26 tới 30 độ, thời tiết tạnh ráo và ấm áp. Từ chiều tối, thời tiết toàn vùng sẽ khô ráo hơn, mức cao nhất dao động trong ngưỡng từ 24 tới 27 độ. Về đêm và sáng thì nhiệt độ ở mức từ 17 cho tới 20 độ. Tuy nhiên, dự báo từ đêm ngày 7 tháng 11, các tỉnh miền Bắc sẽ lại chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường. Đợt không khí lạnh này được đánh giá có cường độ mạnh, sẽ khiến các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét trên diện rộng từ ngày 8 tháng 11. Nhiệt độ thấp nhất tại các tỉnh vùng núi phía Bắc giảm xuống mức từ 10 tới 15 độ. Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ thấp nhất đợt này có thể giảm xuống từ 14 tới 17 độ. Các đỉnh núi cao như Sapa, Lào Cai, Mẫu Sơn, Lạng Sơn xuống mức dưới 7 độ. Không khí lạnh yếu đi, những cơn mưa dông ở các tỉnh miền Trung cũng có xu hướng giảm dần. Trong ngày hôm nay, ở Thanh Hóa và Nghệ An còn có mưa ở nhiều nơi, nhưng mà ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế thì mưa chỉ còn xảy ra ở buổi sáng, trưa chiều thì trời giảm mây và hứng nắng. Từ ngày 3 tháng 11, khu vực này không còn chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa nào, nên thời tiết sẽ chủ đạo là trạng thái ngày nắng, ít mưa nên nhiệt cũng tăng lên. Còn đối với các tỉnh thành thuộc khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời sẽ có nắng từ sớm. Mức nhiệt độ của miền Trung từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 25 tới 28 độ. Đối với các tỉnh thành phố từ Quảng Bình tới Đà Nẵng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28 tới 30 độ. Còn đối với khu vực các tỉnh từ Quảng Nam trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ ở ngưỡng từ 30 tới 32 độ. Sau đó cũng từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 11 tháng 11, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tràn về, kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao, nên khu vực Trung và Nam Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa rào và dông ở nhiều nơi. Cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, các tỉnh miền Bắc Trung Bộ trời chuyển rét trở lại. Đối với phía Nam, hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ duy trì trạng thái tạnh ráo và trời có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Tây Nguyên phổ biến trong ngưỡng từ 29 tới 31 độ, còn tại khu vực Nam Bộ ngưỡng nhiệt là từ 32 tới 33 độ. Đến chiều tối, ở khu vực các tỉnh miền Tây Nam Bộ là vùng duy nhất có mưa rải rác, các nơi khác đều chỉ có mưa một vài nơi. Trên biển hiện nay, rãnh áp thấp có trục Đông Bắc, Tây Nam ở phía đông Philippines đang dịch dần về phía Tây. Trên rãnh áp thấp này có thể sẽ xuất hiện một áp thấp ở phía đông quần đảo Trường Sa. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới trong các ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 11, khu vực Nam Bộ có thể đón một đợt mưa lớn trên diện rộng. Trong những ngày tới, diễn biến của xoáy thuận nhiệt đới này còn có thể sẽ thay đổi. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin cập nhật đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo của kênh.